Người phụ nữ không yêu thật lòng thường xuyên sẽ có 4 yêu cầu này. Các bạn thân mến, ai trong số chúng ta cũng mong muốn tìm được một nửa phù hợp, một nửa yêu thương. Và người đàn ông cũng như vậy thôi, luôn mong muốn tìm kiếm một người phụ nữ chân thành, một người phụ nữ thật lòng thật dạ yêu thương người đàn ông. Với một người phụ nữ ham tiền, ham hư vinh, không yêu thật lòng, thì thực sự nếu như tinh ý một chút cũng hoàn toàn không khó để mà có thể nhận ra. Và sau đây, chúng tôi xin phép gửi đến các bạn 4 yêu cầu nếu như một người phụ nữ cứ thường xuyên yêu cầu bạn phải thực hiện, thì đàn ông hãy tinh ý hơn, người phụ nữ này chỉ đang lợi dụng chứ không hề yêu bạn. Biểu hiện đầu tiên của một người phụ nữ không yêu thật lòng, sống hai mặt, đó là cô ta sẽ đòi chia tay nếu như bạn không tiếp tục đưa tiền cho cô ấy. Tôi nghĩ rằng đây không phải là một dấu hiệu quá khó để nhận ra, thế nhưng nhiều người đàn ông lại vẫn thường tự hay lấp liếm cho những hành động này. Một người đàn ông khi yêu sẽ sẵn sàng chi tiền cho người phụ nữ mình yêu. Có 10 đồng thì sẽ đưa hết cho người phụ nữ cả 10 đồng. Nhưng mà nếu một người phụ nữ thường xuyên cứ chủ động vòi vĩnh tiền của bạn trai, thậm chí còn đe dọa hoặc là bóng gió nói chia tay nếu như không được đáp ứng những yêu cầu về mặt tài chính, thì chứng tỏ là cô ta không yêu bạn thật lòng. Đó chỉ là một thứ tình yêu vụ lợi. Nói trắng ra là cô ta chỉ yêu bạn vì cái ví, và một khi bạn đã hết tiền hoặc xa cơ lỡ vận, thì cô ta sẽ sẵn sàng dứt áo ra đi, bỏ rơi bạn để tìm một mối khác ngon hơn. Đây chính là đặc điểm dễ nhận biết nhất của rất nhiều những người phụ nữ ngày nay. Yêu đàn ông chỉ vì cái túi tiền. Còn một người phụ nữ nếu như yêu bạn thật lòng, thì họ sẽ chẳng bao giờ đòi hỏi bạn phải đưa cái này đưa cái kia, mà nhạy cảm nhất là đưa tiền cho cô ấy. Ngay cả trong trường hợp cô ấy bí tiền nhất, cần tiền gấp để giải quyết những khó khăn, thì cô ấy sẽ hỏi vay, hỏi mượn, chứ không bao giờ đòi tiền bạn. Ngay cả nếu như biết bạn trai đang khó khăn về tài chính, cô ấy cũng chẳng ngại, thậm chí còn đưa cho bạn thêm tiền để mà xoay sở. Ngày lễ, ngày Tết cũng chẳng bao giờ đòi hỏi những món quà gì đó xa xỉ để mà làm khó người đàn ông. Nếu như một người phụ nữ có những dấu hiệu này, thì thực sự cô ấy đang dành những tình cảm, sự yêu thương rất lớn cho bạn. Còn ngược lại, nếu một người phụ nữ luôn đòi hỏi quá nhiều, hoặc là bóng gió chỉ về những món đồ đắt tiền, những món quà mà bạn em cũng được tặng, hay là những món quà mà con kia được người chồng, người đàn ông của nó mua cho, còn em thì chẳng bao giờ được. Những câu nói vòi vĩnh, những câu nói như là khoét sâu vào nỗi đau tài chính của người đàn ông như thế vậy, thì chỉ có những người phụ nữ không yêu thật lòng họ mới làm được thôi. Điều thứ hai mà cũng chỉ có những người phụ nữ yêu không thật lòng họ mới nỡ làm với người đàn ông của mình, đó là yêu cầu người đàn ông không được đưa cô ấy về tận nhà. Một người con gái yêu bạn thật lòng sẽ luôn muốn bạn biết là cô ấy đang ở đâu, đang làm gì, chỗ ở ra sao, hoàn cảnh gia đình như thế nào. Ngược lại, một người phụ nữ nếu như không yêu thì sẽ luôn cố giấu địa chỉ nơi cô ấy ở. Hoặc nếu có để cho bạn biết thì cô ấy cũng mong muốn hạn chế tối đa việc bạn xuất hiện ở quanh khu vực đấy. Ngay cả khi bạn có đưa cô ấy về thì cô ấy cũng chỉ để bạn đưa tới ngõ thôi, thay vì vào đến tận nhà. Hoặc là sẽ tỏ ra rất là khó chịu, rất cáu kỉnh khi mà bạn thường xuyên hỏi địa chỉ nhà của cô ấy, chứng tỏ rằng cô ta đang muốn giấu giếm bạn điều đó chứ đúng không? Có thể là cô ấy đang yêu một lúc nhiều người đàn ông rồi rất là sợ hàng xóm láng giềng xung quanh lời ra tiếng vào. Hoặc là cô ấy không tin tưởng bạn, không muốn ai biết đến sự tồn tại của bạn. Chỉ đơn giản là như vậy thôi. Chứ một người phụ nữ dù bình thường cũng rất là mong muốn sự quan tâm của người đàn ông. Và nếu như được người đàn ông hỏi han, được người đàn ông đưa về đến tận ngõ, tận cửa thì làm gì có người phụ nữ nào không thích. Thế nhưng chỉ có thể xảy ra là cô ta đang muốn giấu giếm bạn đi, không muốn bạn có trở thành một người đàn ông công khai trong mối quan hệ của cô ấy, thì cô ta mới bắt bạn phải đứng tận ngõ xa hoặc đón ở một nơi xa xôi nào đó. Điều thứ ba mà một người phụ nữ yêu không thật lòng cũng sẽ làm, đó là cô ta sẽ sẵn sàng để bạn đợi chờ hàng giờ khi đi hẹn hò. Trong tình yêu, đôi bên tất nhiên cần có sự đồng điệu và sự tôn trọng lẫn nhau. Nếu như mà cô gái ấy thi thoảng mới đến trễ thì cũng không sao, nhưng mà lúc nào cô ấy cũng bắt bạn phải chờ đợi đến hàng tiếng đồng hồ để mà hẹn hò, thì điều đó có nghĩa là cô ta không hề quan tâm, quan trọng đến cuộc hẹn này một chút nào. Tất nhiên, chị em phụ nữ thường hay có ít những khái niệm chính xác về mặt thời gian, và chị em phụ nữ đôi khi đến muộn cũng là do muốn chăm chút bản thân mình thật là đẹp để xuất hiện trước mặt người đàn ông một cách chỉnh chu nhất,
Nên nếu như người phụ nữ thi thoảng chị em cũng đến muộn, hoặc là đến muộn tầm độ 10-15 phút thì cũng không có gì để nói quá nhiều. Bởi vì đàn ông, tôi biết rằng các anh cũng không phải là những người quá nhỏ nhặt trong vấn đề này. Thế nhưng nếu như người phụ nữ để các bạn đợi chờ đến hàng tiếng đồng hồ mà một lần không sao lại đến tận 3-4 lần thì thực sự bạn cũng phải suy nghĩ lại. Một cô gái thật sự yêu người đàn ông chắc chắn sẽ không bao giờ muốn người đàn ông của mình phải chờ đợi mình quá lâu đến như vậy đâu. Họ sẽ luôn suy nghĩ cho người đàn ông, sắp xếp thời gian một cách hợp lý nhất cho đôi bên và rất sốt ruột khi mà đợi người bạn đời của mình lâu ấy chứ. Chưa nói gì là việc để người đàn ông phải chờ quá lâu đến như vậy. Và điều thứ tư, nó cũng thể hiện được rằng người phụ nữ này có thể đang không dành tình cảm chân thành dành cho bạn. Đó là cô ta sẽ yêu của bạn không được công khai tình yêu giữa hai người. Nếu như yêu thật lòng thì chắc chắn là cô gái này còn muốn tung hê cho tất cả mọi người biết tình yêu giữa hai người như một kiểu khẳng định chủ quyền rằng người đàn ông này là của tôi. Nàng sẽ đưa bạn đi gặp gỡ những người bạn bè và không ngại giới thiệu với bạn bè, đồng nghiệp hay những mối quan hệ của cô ấy về bạn. Thế nhưng ngược lại, nếu như người phụ nữ này yêu cầu bạn không được phép công khai mối quan hệ của hai người với một loạt những lý do nghe có vẻ rất là hợp lý, như là em không muốn quá nhiều người xỏ xiên vào mối quan hệ của chúng ta, hay là em chưa cảm thấy sẵn sàng cho việc công khai anh với mọi người, hay là không biết giới thiệu anh với người thân của em ra sao, bạn bè người thân của cô ấy không một ai biết gì về bạn, thì chứng tỏ là cô ta không hề yêu bạn một chút nào rồi. Hoặc là cô ấy đang có điều gì muốn giấu giếm bạn, không muốn xác định mối quan hệ lâu dài với bạn, hoặc là cảm thấy xấu hổ và ngại ngùng về bạn khi mà giới thiệu với những người khác. Đây đều là những lý do cho thấy rằng người phụ nữ này chưa yêu bạn thật lòng. Một biểu hiện nữa mà một người phụ nữ không yêu thật lòng người đàn ông cũng sẽ được thể hiện thông qua việc hẹn hò giữa hai bạn. Đó là khi mà hai người ở bên cạnh nhau, cô ấy không quan tâm nhiều đến bạn, thế nhưng lúc nào cũng cầm cái điện thoại. Bạn muốn dành nhiều thời gian cho cô gái này hơn, muốn cả hai cùng tìm hiểu nhau, cùng yêu thương nhau nhiều hơn. Thế nhưng mỗi khi gặp thì cô ấy lại cứ cắm mặt vào cái điện thoại. Dù là ăn uống, dù là nói chuyện hay dù là đi xem phim, thì điện thoại lúc nào cũng cứ tinh tinh, rung ỉ ỉ. Có vẻ như là có những mối quan hệ khác, có những mối quan tâm khác còn quan trọng hơn cả người đang bên cạnh, quan trọng hơn cả người đang đi hẹn hò cùng với cô ấy. Có thể lúc hỏi han thì cô ấy vẫn trả lời, nhưng mà cứ nhìn bạn chưa được 10 giây thì cô lại cứ dán mắt vào cái màn hình điện thoại. Khi mà cả hai cùng dành tình cảm cho nhau thì có lẽ là cô ấy đã dành nhiều thời gian hơn ở cạnh nhau, chứ không phải là dành nhiều thời gian hơn cho cái điện thoại. Vì vậy đây cũng là một trong những dấu hiệu rất là nổi bật cho thấy rằng người phụ nữ này đang không có nhiều thiện cảm dành cho bạn. Và tệ hơn hết là nếu như hai bạn đang trong một mối quan hệ yêu đương, hay là cô ấy cũng nói với bạn rằng hai người đang yêu nhau đấy, nhưng mà lại thể hiện điều này, thì chứng tỏ là cô ta cũng không yêu bạn một cách thật lòng. Trái yêu thật lòng ở cạnh nhau lúc nào cũng lại nhìn cái điện thoại cả, bởi vì người ta còn muốn dành cho nhau nhiều thời gian hơn, nhưng đây mình ở bên cạnh nhau lại cứ chăm chăm vào cái điện thoại, thì cũng là một dấu hiệu đáng nghi. Cô ta ít quan tâm và thờ ơ với bạn. Nếu như có hỏi thăm thì cũng chỉ trả lời cho qua. Cô ấy nếu như một người phụ nữ yêu thật lòng thì sẽ tỏ ra rất là thấu hiểu, luôn muốn tìm mọi cách để tìm hiểu về người đàn ông mà mình yêu đương. Nhưng đối với một người phụ nữ không yêu người đàn ông thật lòng thì việc sức khỏe hay là tâm trạng hay là thể chất của người đàn ông cũng không phải điều cô ta quan tâm. Khi mà bạn gặp khó khăn, cô ta sẽ nhanh chóng dứt áo ra đi. Nếu như một người phụ nữ yêu thật lòng thì xem tất cả những vấn đề bạn gặp phải cũng là vấn đề của cô ấy. Và người phụ nữ này thì không chỉ bên bạn khi mà có cuộc sống dễ dàng, còn tình nguyện cùng nhau đi qua những ngày khó khăn. Thế nhưng ngược lại, với những người phụ nữ luôn luôn chỉ nhăm nhăm đến những lợi ích, khi bạn gặp khó khăn, khi bạn gặp bất trắc thì rời đi, không thể nào ở lại để mà cùng người đàn ông vượt qua thử thách, thì kỳ thực rằng tình yêu của người phụ nữ này dành cho bạn chưa đủ lớn. Hay nói cách khác là người phụ nữ này cũng không dành được những tình cảm sâu đậm, dành một tình yêu chân thành cho bạn. Ai cũng thế thôi, không ai người ta có thể rời bỏ nhau nếu như thực sự dành những tình cảm yêu thương dành cho nhau cả. Đàn ông cũng như vậy và phụ nữ cũng thế. Nếu như người đàn ông cùng lúc có thể yêu chơi bời 3-4 cô để thỏa mãn thói trăng hoa của mình, thì cũng có rất nhiều những người phụ nữ có cái tính đào mỏ, chọn cách yêu rất nhiều người đàn ông. Mà cùng lúc yêu nhiều người thì làm gì được xem là tình yêu nữa. Nó chỉ là những mối quan hệ
được trao đổi bằng tình, bằng tiền, chỉ là những sự lợi dụng lẫn nhau. Người thì lợi dụng nhau về thể xác, người thì lợi dụng nhau về tiền bạc. Hay nói một cách tệ hại hơn, đó là dùng thân để lôi miệng, dùng thân mình để đổi lấy những thứ xa hoa, những đồng tiền để ăn chơi. Với những người phụ nữ như vậy thì thực sự có lẽ không bao giờ họ biết được chữ yêu thật lòng là như thế nào. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng tôi xin phép được chia sẻ với bạn những dấu hiệu mà cho thấy một người phụ nữ không yêu bạn thật lòng. Hy vọng rằng với những lời chia sẻ này thì các bạn cũng đủ có thể phân biệt rằng người phụ nữ mà mình đang muốn hướng tới có phải là mẫu phụ nữ tệ hại này hay không. Và nếu như mà đau đớn phát hiện ra cô ấy cũng chỉ đang dành cho bạn những thứ tình cảm hời hợt và không có tương lai, không có triển vọng, thì tôi nghĩ rằng thà đau một lần còn hơn là cứ dai dẳng một nỗi đau không bao giờ kết thúc. Và cũng đừng bao giờ lựa chọn ở bên cạnh người chỉ vì những cảm giác cô đơn. Bởi vì ngày nay rất là nhiều người tiến tới với nhau không phải vì tình yêu mà là vì sợ cô đơn, mà lại khao khát sự quan tâm. Đặc biệt là phụ nữ, là con gái thì lại càng hay như vậy. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe những lời chia sẻ trong video ngày hôm nay. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.